Xin chào các anh chị. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và trong video bài học này thì Phan Anh sẽ trình bày với các anh chị các bạn cái cách mà chúng ta sẽ lập bảng ước tính chi phí đầu tư cho một quán trà chanh nói riêng, một quán trà sữa, một quán đồ uống nói chung. Ok. Vì đây là một khóa học tập trung vào trà chanh nên tôi sẽ nói thiên về trà chanh. Đó, còn cơ bản những cái ngành khác thì cũng giống nhau thôi. Hôm trước thì tôi vừa nói chuyện với cái bạn học trò của tôi ấy, bạn ấy đã đi học tôi các cái chương trình marketing ấy. Sau đó thì bạn về bạn mở quán trà chanh, và trong cái video bài học trước tôi có nói đấy, thì bạn ấy đầu tư một cái quán trà chanh mất khoảng 500 triệu. Tất tần tật bạn nhận nhượng quyền. Trong đó thì tiền nhượng quyền mất khoảng 60 triệu thì còn 440 triệu thì bao gồm tiền thuê nhà, đặt cọc, sang sửa, mua máy móc, thiết bị nội thất, vân vân, biển hiệu. Đấy, với lại mua nguyên vật liệu và bắt đầu chạy thì là mất 500 triệu. Nhưng đúng 4 tháng đầu tiên sau khi khai trương thì bạn ấy hoàn gốc ngay. Hoàn gốc ngay có nghĩa là mỗi tháng bạn ấy lãi bình quân 120 triệu tiền lãi ròng. Lãi ròng tức là doanh số của bạn ấy có thể đạt cỡ khoảng 220 cho đến 250 triệu. Đấy, thì chia ra cho 30 ngày thì 7321 thì mỗi một ngày doanh thu của bạn ấy đạt khoảng 7 triệu, 30 ngày là 201, 8 ngày là 240 triệu, 8 triệu đúng không ạ? Thì là nhân với 30 ngày là 240 triệu. Thế thì với một cái số tiền như vậy mà cái giá cốt nó chỉ rơi vào khoảng 20%, tùy từng loại nhưng cơ bản các cái đồ uống của trà chanh nó chỉ rơi vào khoảng 20% cốt, thì mình sẽ có lãi gộp là khoảng 80%. Sau đó trừ đi tiếp thì còn lại lại cỡ khoảng 40%, 30% là đạt, là lãi ròng. Như vậy bạn ấy có thể lãi được cái mức 40% mà nhân với khoảng 240 đi thì bạn ấy cũng có thể kiếm được 100 triệu tiền lãi một tháng là khả thi. Và đây là cái câu chuyện có thật chứ không phải là câu chuyện bịa ra nói ra để câu view với các anh chị và các bạn đâu. Thậm chí nếu các bạn không tin thì các bạn liên hệ với tôi sẽ cho tên, cho số điện thoại, cho Facebook, cho Zalo của bạn ấy liên hệ xem bạn ấy mở quán địa chỉ ở đâu, tôi biết cả địa chỉ luôn. Đến đấy ngồi hỏi cái người đấy có phải đúng như thầy Phan Anh nói thế không? Tai nghe mắt thấy, tay sờ đi cho nó yên tâm, được chưa? Bây giờ mình mà đầu tư, mình quyết định mở một cái quán trà chanh, quán trà sữa hay một cái quán đồ uống gì đó, nước rau má hay là nước sinh tố hay là chè, ok. Thì tất cả những cái đấy mình đều tính theo một công thức như thế này, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ làm gì, mua những cái gì, những khoản gì. Khoản thứ nhất là khoản thuê nhà. Khoản thuê nhà này sẽ được chia làm hai khoản, đấy là khoản đặt cọc và khoản trả tiền hàng tháng. Thông thường thuê nhà thì các cái chủ nhà thường bắt đặt cọc 3 tháng đến 6 tháng, thậm chí là đến 1 năm tiền cọc. Đó, thông thường trên thị trường hiện nay nó dao động từ 3 tháng đến 6 tháng. Tùy vào vị trí có ngon hay không, đắc địa hay không, tùy vào cái giá tiền thuê có nhiều hay không. Đấy, tùy vào đàm phán của hai bên. Thế thì ví dụ bạn tưởng tượng như này, bạn thuê nhà 12 tháng, mỗi tháng bạn thuê mất là 30 triệu, tôi giả sử như vậy, hay là 50 triệu, thế thì 12 tháng bạn đã mất 600 triệu rồi. Đấy, đấy là cái tiền thuê. Và họ sẽ bắt bạn đặt cọc khoảng 3 tháng 1 hay là 6 tháng 1. Thì ví dụ như là đặt cọc 3 tháng 1 thì cái tiền cọc người mình đưa cho họ là 30 triệu thì là 90 triệu, mà 50 triệu là 150 triệu. Còn hàng tháng mình đóng thì mình lại đóng 3 tháng một lần hay là mình đóng 6 tháng một lần. Đấy, thì thường người ta không thu tiền tháng lẻ đâu, trừ khi người ta tạo điều kiện cho mình thôi. Tại vì thu lẻ nó cũng lắt nhắt, người ta sẽ thu 3 tháng 1, 6 tháng 1. Thế thì ví dụ như mình đóng 6 tháng thì mình mất 180, cọc 6 tháng nữa mất 12 tháng thì có phải mất 360 triệu không? Đấy là cái cách mà tôi nói. Đó, thế thì chúng ta tùy thuộc vào cái giá thuê, phụ thuộc vào con phố này, diện tích này, vị trí cụ thể này, mấy mặt tiền này, ngã tư ngã ba như thế nào này. Thì cái mức thuê có thể dao động từ 10 triệu đến 200 triệu tại Hà Nội và Sài Gòn là bình thường. Tôi biết có những cái điểm thuê lên tới hơn 200 triệu cơ một tháng. Cho nên chúng ta cần phải tính toán làm sao cho nó vừa tiền vừa với khả năng tài chính của các cái nhà đầu tư, được chưa ạ? Vâng.
Và chúng ta cũng cần phải lưu ý tính khấu hao. Tiền đặt cọc, tiền thì chúng ta không khấu hao, nhưng mà tiền thuê nhà thì chúng ta khấu hao hàng tháng luôn. Được chưa ạ? Vì đấy là cứ hết một tháng chúng ta phải trả. Rồi. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái khoản mà nặng nhất đối với bất kể các ngành bán lẻ nói chung, như là siêu thị hay là quần áo hay là đồ ăn, đồ uống hay là giày dép gì cũng thế thôi. Thì cái mặt bằng bây giờ nó rất là đắt. Đấy. Thế rồi tiếp tục là cái khoản đầu tư chi phí số 2, đó là thiết kế nội thất, thi công nội thất, đóng nội thất cho cái cửa hàng đó, đúng không? Như tôi đã trình bày trong cái video trước thì tiền thiết kế có thể là phải tính hoặc là không tính nếu như chúng ta thi công trọn gói. Đấy, rồi thì chúng ta đóng bàn ghế, chúng ta mua điều hòa, mua đèn đóm, đúng không ạ? Rồi mua các cái trang thiết bị khác, rất nhiều những cái khoản mà mình sẽ phải đầu tư. Thì cái khoản thiết kế thi công nội thất này là một cái khoản khá là tốn kém, cũng tương đương hoặc là đắt hơn cái khoản thuê nhà một chút. Thường nếu mà mình làm đẹp bây giờ nó cũng phải rơi vào 100, 200, thậm chí 300 triệu tiền nội thất. Đó, cho một cái diện tích vừa phải nhá. Thì tôi vẫn khuyên là chúng ta nên có phong cách thiết kế tốt, có các cái mô tả chi tiết tốt và sử dụng các cái chất liệu bền, rẻ và dễ thấy, dễ lấy, dễ thay, dễ sửa, vân vân. Tính đến các cái yếu tố tiện dụng, yếu tố thời gian, tăng cái khả năng thoải mái cho khách hàng. Thí dụ như là ghế ngồi phải êm, chỗ ngồi phải có sạc pin rất là thoải mái bởi vì người ta dùng điện thoại di động rất nhiều. Sạc laptop, có chỗ để tivi, có chỗ xem bóng đá khi cần, bật âm nhạc để nghe, biển hiệu, bảng biển, vân vân. Rồi tính những cái chỗ để làm sao cốc nó không rơi, không vỡ, vân vân. Đấy nhá, cũng nên sử dụng những cái chỗ mà phương pháp nội thất thanh lý để mà mông á lại cho nó tiết kiệm. Cái khoản số 3 thì chúng ta cần phải mua máy móc, dụng cụ pha chế, tủ bảo quản đồ dùng, nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, cốc chén gì đấy, mua rất nhiều. Với một cái khoản chi phí có thể rơi vào khoảng 30 triệu, 50 triệu, thậm chí 100 triệu cho tùy từng quán cũng như là tùy từng mức độ đầu tư. Thí dụ như bạn mà mua gốm Bát Tràng xem thì nó chả đắt à, đúng không? Nó rơi vào độ 500, 700 một bộ thì rất đắt đấy chứ không phải là ít đâu. Chúng ta cũng nên tìm nhiều đối tác, tìm nhiều nhà cung cấp để tham khảo được giá tốt. Và đặc biệt là riêng đối với cốc chén là chúng ta phải đầu tư rất là kỹ, phải có phong cách riêng. Tôi nhớ dạo trước thì trong những cái quán cà phê người ta hay có cái kiểu là uống ra những cái bình cái lọ. Đấy, thì bây giờ thì tôi cũng không biết là người ta có còn uống ra cái đấy hay không. Đấy, thậm chí là trong JW Marriott người ta còn để những cái đồ đấy giống giống như là các cái bình thủy tinh mà để hóa chất mà để trong phòng thí nghiệm ấy, bởi vì cái quán bar trong JW Marriott họ thiết kế theo phong cách đấy là một cái phòng thí nghiệm về đồ uống khá là thú vị. Đấy thì tất cả các đồ uống họ đều bày trong những cái bình thủy tinh mà giống như là đang ở trong cái phòng thí nghiệm, và các cái ly cốc mà mang ra cho khách đó là những cái bình thí nghiệm. Có cái dạng mà mình hay nhìn thấy có cái dạng giống như là cái dạng bình thủy tinh trong hình tam giác ấy. Thì nó cũng tạo cho mình cái ấn tượng. Đấy là lý do tại sao mà bây giờ khi giảng bài cho các anh chị mà tôi lại nhớ ra được. Tức là nó khá là ấn tượng. Đấy. Thế rồi nhân viên phục vụ ở trong đấy tất cả đều mặc áo blue trắng. Cũng khá là thú vị. Tôi nghĩ là nhiều người không biết thông tin này bởi vì là JW Marriott là một cái chỗ khá là đắt để đến, nhất ở Phú Quốc này. Tôi nhớ nó khoảng tầm mười mấy 20 triệu một ngày đêm gì đó, cho một ngày nghỉ. Thế nhưng mà cũng khá là thú vị đúng không? Mình ý tôi muốn nói là mình phải có những cái sự sáng tạo, sự khác biệt như vậy. Mình mua được những cái loại cốc chén ở các khu chợ này hay khu làng nghề có giá tốt, có kiểu dáng tốt, xong đó mua về mình có thể in logo lên. Hoặc là mình có thể đặt từ đầu, thậm chí mình là tạo ra những cái hình thù nó thú vị, nó không nhất thiết là phải đồng loạt hết, đúng không? Cũng rất là hay đấy nhá. Trước đây là cái ly, cái cốc này nó phải bình thường, nhưng bây giờ nó là cái bình hoa, nó là cái lọ, rồi nó là cái bình thí nghiệm, rồi nó có thể là những cái trông như là lọ nước hoa, rất nhiều các ý tưởng hay.
Thì mình cũng cần phải tính khấu hao cái này trong vòng khoảng 12 đến 18 tháng. Nội thất cũng như vậy, mình cũng chỉ khấu hao trong 12 đến 18 tháng. Tại sao phải tính khấu hao? Bởi vì sau này mình sẽ tính vào chi phí điểm hòa vốn. Mình cần phải mua phần mềm bán hàng và phần cứng bán hàng. Thí dụ như máy in, máy POS, máy cà thẻ. Hiện nay thì rất nhiều người người ta đi ăn đi uống người ta không mang tiền mặt. Do cái hình thức là cái thẻ nó phát triển thì mình phải có máy cà thẻ. Có thể sử dụng các cái phần mềm cúc cúc của Misa. Trước đây họ bắt đầu phát triển cái phần mềm cúc cúc thì tôi cũng làm chuyên gia đào tạo cho Misa một thời gian cho những cái chủ doanh nghiệp về marketing online. Và trong khóa học này thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn. Thì cái phần mềm này cũng khá là hợp lý nên các anh chị thử nghiên cứu xem, hoặc là những phần mềm khác đúng không, để mình quản lý khách hàng, camera này nọ để mình quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý mất cắp vân vân đúng không. Thì rồi mình cũng làm in ấn những cái phiếu ghi hàng, hoặc là mua những cái smartphone cũ để cho khách order, hoặc là cho nhân viên chạy bàn order nó không phải tốn tiền in. Đấy là bấm bấm là xong, món 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 là xong rất là nhanh đúng không. Thế trong kia người ta nhận được đơn nên là người ta cứ thế người ta chế biến thôi, 1 phút 2 phút nó sẽ xong đơn, người ta bấm cái là đầu bên kia nổ, thế là nhân viên nó lại đi vào lấy. Nói chung là sử dụng công nghệ cũng khá là thú vị, nhưng mà đổi lại thì mình sẽ phải đầu tư một chút vào phần cứng và phần mềm, các cái đồ dùng và phụ kiện khác đúng không, ví dụ như đồng phục, thiết bị ngoại vi, rồi thì khăn lau, khăn trải bàn, hoa huét, rồi thì đài đóm, rồi đồ trang trí, đặc biệt là tốn cái đồ trang trí đúng không, thì chúng ta cũng cần phải liệt kê và chúng ta mua ra và chúng ta thanh lý. Chúng ta cũng khấu hao, thường những cái đồ này chúng ta có thể khấu hao trong khoảng 12 tháng. Tiếp tục, đấy là cái chi phí tuyển dụng và đào tạo, tiền lương cho nhân sự. Thì trong phần nhân sự thì có là tuyển dụng này, đào tạo này, và tiền lương, tiền thưởng. Đấy. Thế thì chúng ta cần có tuyển dụng nhân sự, tuyển ở trên các website tuyển dụng này, hoặc là chúng ta có thể là trên các trang giao vặt trả phí hoặc là miễn phí này, hoặc là chúng ta đăng lên Facebook cá nhân hoặc Zalo cá nhân này, hoặc là chúng ta vào các hội nhóm người tìm việc, việc tìm người, chúng ta đăng tin tuyển. Chúng ta cần phải tính toán các cái chi phí bao gồm là tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền ăn trưa, tiền Tết nhất vân vân. Nên xây dựng một cái quy chế nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng chuẩn mực, đặc biệt là liên quan đến vấn đề về thuế má, liên quan đến vấn đề về bảo hiểm. Nếu như mình làm ăn được thì mình cũng nên mua cho người ta, hoặc không thì mình cũng thôi. Cái này thì đối với lao động thời vụ như này thì chúng ta có thể sử dụng những cái lao động là trả theo giờ, 13, 15, 17 ngàn gì đó một giờ, 20 ngàn một giờ, tùy vào cái khả năng tuyển dụng lao động của chúng ta dễ hay là khó. Thí dụ như là địa điểm của bạn là gần các trường đại học lớn ở Hà Nội chẳng hạn thì cái việc kiếm sinh viên làm thêm trả lương vừa phải thì rất là dễ. Thế nhưng ở những cái vùng quê thì bây giờ cũng rất là khó đúng không? Cái chi phí số 7 đấy là chi phí làm truyền thông quảng cáo. Thì bao gồm là chi phí truyền thông quảng cáo trước khai trương từ 2 đến 4 tuần tùy thuộc vào quy mô của cửa hàng đấy, nhưng mà chắc chắn phải làm nhá, tôi sẽ nói là phải làm bởi vì rất là quan trọng, nếu không là mình khai trương không thành công đâu, khách người ta không biết đâu. Đấy, đầu tư càng lớn thì càng phải truyền thông nhiều, có thể chạy Facebook ad, chạy Zalo ad, chạy Google hiển thị ở Google tìm kiếm quanh đây, phát tờ rơi quà tặng, biển treo opening soon, hay là làm loa đài người mặc mascot để gây sự chú ý vân vân, và phát tờ rơi quanh đó 1, 2, 3 lần gì đó thì cái chi phí có thể lên tới 10, 20, 30 triệu hoặc nhiều hơn cho cái này, tùy thuộc vào cái khả năng đầu tư, quy mô đầu tư của chủ đầu tư nha. Nhưng nên đầu tư để có cái điều đó. Thì tất cả cái này các bạn viết ra bằng bản giấy hoặc là Excel hoặc là Word đều được. Các bạn cộng 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 nó lại thì nó sẽ ra được tổng cái ước tính đầu tư của mình. Và mình nên có những cái khoản dự phòng phát sinh. Bởi vì đôi khi mình dự phòng như này nhưng mà có thể nó sẽ tăng 10-20%. Nhưng cố gắng là ước tính chính xác để mà mình không bị các cái vấn đề về phát sinh nha. Mình không bị gọi là phải giật gấu vá vai hay là phải vay thêm tiền. Đấy, thì mình phải tính toán thật là chi tiết. Và trước khi tính toán thì mình phải đi khảo giá. Google search giá, gọi điện search giá, đàm phán search giá xong mình điền vào. Đấy, đến mình biết mua hoa ở chỗ nào thì rẻ. Mình biết mua cốc ở chỗ nào rẻ, mình biết mua thìa ở chỗ nào rẻ,
đi chợ đầu mối hết cho tôi để cho nó rẻ, cho nó tiết kiệm chi phí nguyên liệu, sau này nó sẽ là chi phí biến đổi thì mình cũng chưa đưa vào đây. Đấy, thì chi phí biến đổi thì tất tần tật cái đấy thì tôi sẽ dạy các bạn một cái bài đấy là tính điểm hòa vốn. Thì ở đây bài này mới là bài lập cái chi phí đầu tư thôi nha. Rồi các bạn rõ rồi chứ ạ? Chúng ta lập kỹ ra thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái chi phí đầu tư nó tốt nhất cho chúng ta, và chúng ta không bị nợ đọng, hay là không bị cảm thấy sốc vì là ồ tôi dự kiến thế này nhưng mà nó lại nhiều quá. Tất cả những người nào mà dự kiến mà nhiều quá thì một là do dự kiến không tốt, hai là ngẫu hứng. Ví dụ như là đang làm cái này đập đi, đang làm cái kia đập đi thì mình làm nó phải chuẩn đét, căng đét luôn nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.